Có hai trường hợp các bạn không nên mua kéo tay trái, hoặc khi mua là các bạn phải tập lại, tập cách lại. Trường hợp thứ nhất là các bạn thuận tay trái mà thường xuyên cầm kéo tay phải, lúc đó cái lực nghiến nó khác rồi các bạn. Thì lúc đó các bạn không nên mua kéo tay trái, các bạn cứ cắt bằng tay phải luôn đi. Còn các bạn mua kéo tay trái, các bạn phải tập lại cái cách nghiến, chứ không về cắt không ăn. Trường hợp thứ hai là các bạn chưa sử dụng kéo tay trái bao giờ. Tuy là các bạn thuận tay trái nhưng mà chưa sử dụng kéo cắt tóc, kéo cắt lông thú cưng. Và ở nhà thường xuyên các bạn sử dụng những cái kéo mai, kéo làm bếp đồ bằng tay phải đó, thì các bạn cũng cắt không được. Đây là hai trường hợp khách hàng của mình hay thắc mắc chỗ đó. Có một trường hợp một chị ở ngoài Bắc, thì chỉ là hồi xưa đến giờ chỉ thường xuyên dùng kéo tay phải, hôm nay mà chỉ thuận tay trái. Cho dù ở đây là trước khi mua ở đây test rất là kỹ, thì cái đó mình thu hồi về. Trường hợp thứ hai là một bạn thuận tay trái, chưa xài kéo cắt tóc, chưa xài kéo cắt lông thú cưng lần nào, thì các bạn mua một cái cây kéo về thì các bạn nói là cắt không đứt. Trường hợp ấy là do bạn đó ở nhà cắt kéo làm bếp, kéo mai đồ từ nhỏ lớn quen rồi. Tuy là thuận tay trái nhưng mà thường xuyên cầm kéo tay phải, thành ra bạn đó cắt cũng được. Và nếu mà các bạn muốn sử dụng kéo tay trái thì các bạn phải tập lại đó. Ok, nếu mà các bạn thuộc trong hai trường hợp này thì các bạn không nên mua kéo tay trái ha. Còn mua tay trái thì phải có một ít thời gian để mình tập lại.